ngay khi nãy, trong người Lâm Phong đột nhiên đột phá. Thành công vào tầng thứ 9 của Côn Hư Cảnh. Đây chính là tầng thứ chi ngáo Côn Hư Cảnh sao? Chào mừng đến với tầng thứ 9 của Côn Hư Cảnh. Đây là vùng đất thần luyện. Từ nay trở đi, tất cả những sinh linh ngươi nhìn thấy đều do lực thần hồn ngưng tụ thành, tên là hồn thú. Sau khi luyện hóa hấp thụ, có thể tăng cường thần hồn của bản thân. Cần phải chú ý là, luyện hóa hấp thụ thần hồn là một việc vô cùng nguy hiểm, không thể xảy ra sai sót. Nếu không, không những trở thành công cốc, mà còn tổn hại đến thần hồn của bản thân. Chịu đau đớn cùng cực, nặng có thể trở thành điên dại. Nhất định phải cẩn thận. Vùng đất thần luyện sao? Đây chẳng phải là đặc biệt chuẩn bị cho ta sao? So với cơ thể, thần hồn càng phức tạp và thần bí hơn, cũng khó nâng cao hơn. Nhất định phải ở tầng thứ 9 Côn Hư Cảnh, giành được nhiều luyện hồn châu. Đến lúc đó dùng trên người, thần hồn có thể nâng cao cực đại. Sau đó Lâm Phong điên cuồng giết hồn thú, nhưng rất nhanh tốc độ hồn thú chết đã bị người quản lý Côn Hư Cảnh phát giác ra. Không đúng, tốc độ hồn thú chết có chút nhanh. Sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Số lượng hồn thú vô cùng ít. Có phải là ta hoa mắt rồi không? Trở thành quản lý của Côn Hư Cảnh đã nhiều năm, lần đầu tiên chứng kiến chuyện này. Làm gì có giết hồn thú? Sau khi hấp thụ thần hồn không sợ luyện hóa. Đúng là mới thấy lần đầu. Vùng đất thần luyện của tầng thứ 9 hồn thú nhanh chóng vơi bớt. Hóa ra là do hắn. Quan trọng là lực thần hồn hấp thụ được đã đi đâu? Lẽ nào trên người có bảo vật có thể hấp thụ thần hồn sao? Theo như tốc độ giết hồn thú, thời gian 50 năm. Vùng đất thần luyện tầng thứ 9 còn lại bao nhiêu hồn thú? Mặc dù vùng đất thần luyện có thể tự sản sinh, nhưng tốc độ không thể nhanh bằng tên tiểu tử đó được. Hồn thú ở chỗ Lạc Khuynh Thành quá mạnh, dẫn đến hai bên đều bị thương nặng nề. Mắt thấy hồn lực đã sắp biến mất, Lạc Khuynh Thành rơi vào thế khó. Làm sao đây? Khó khăn lắm mới đến được Côn Hư Cảnh, vùng đất thần luyện tầng thứ 9. Nếu như không thể nâng cao thần hồn thì quá đáng tiếc rồi. Không được liều thôi, chỉ cần bản thân cẩn thận một chút, chắc là không có vấn đề gì đâu. Lúc Lạc Khuynh Thành cảm thấy bản thân đã thành công luyện hóa, liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vết thương cưỡng chế áp xuống phát tác. Lẽ nào đời này ta chỉ có thể dừng ở đây sao? Không, ta không cam tâm. Bản thân là con cưng của trời, không thể chôn vùi tu đạo sinh nhà ở đây được. Nhưng may là vừa hay Lâm Phong đi qua nơi này, kịp thời cứu cô. Đa tạ, tiện tay giúp đỡ mà thôi. Không cần để trong lòng. Đối với huynh là tiện tay giúp đỡ, đối với ta là quyết định chuyện lớn cả đời. Nếu đã như vậy, chúng ta có phải có thể huề nhau được chưa? Huề nhau cái gì? Chính là ta thấy cô, cũng là cứu cô, coi như là huề nhau. Cô sẽ không truy sát ta nữa chứ? Huynh, không thể huề được. Ta nợ huynh một ân tình, sau này sẽ trả lại. Không cần đâu, chúng ta không cùng một vũ trụ. Sợ rằng không có cơ hội gặp lại nữa đâu. Ai nói vậy, huynh không đi thông thiên lộ nữa sao? Con đường của kẻ mạnh ta đương nhiên phải đi rồi. Vậy không phải là được rồi sao? Chúng ta gặp lại trên thông thiên lộ. Đến lúc đó ta nhất định sẽ trả ân tình lại cho huynh. Lạc Khuynh Thành, ta tuyệt đối không nợ ân tình của người khác. Được vậy, gặp nhau ở thông thiên lộ. Lâm Phong, tiểu tử đủ rồi đấy. Ông là ai? Ta là người quản lý toàn bộ Côn Hư Cảnh. Từ tầng thứ nhất đến tầng ta quyết tất cả mọi việc. Hóa ra là tiền bối. Không biết tiền bối nói đủ rồi là có ý gì. Chính là kêu người đừng giết hồn thú nữa. Hồn thú của vùng đất thần luyện không phải là để người khác giết sao? Vùng đất thần luyện tạo ra hồn thú, đúng là để thử thách người khác. Nhưng người đã giết quá nhiều rồi. Người có biết, hồn thú 40 năm chết trong tay người còn nhiều hơn so với chu kỳ nguyên cộng lại không? Đủ rồi, dừng tay đi. Ta giết nhiều vậy rồi sao? Tiểu tử ngươi từ lúc bước vào vùng đất thần luyện liền không ngừng giết hồn thú. Tiểu tử ngươi nói đi, phải thế nào mới chịu dừng tay? Dừng tay cũng không phải không được, quan trọng là ta không có 6 phạm quy tắc của Côn Hư Cảnh. Ngài bảo ta dừng tay cũng phải cho ta chút gì đó chứ, sau này không thể tìm thấy Côn Hư Cảnh thứ hai nữa rồi. Được thôi, ngươi muốn cái gì? Ngươi trực tiếp nói đi, ta có thể tận lực đáp ứng ngươi nếu có thể, nhưng nói rõ không được quá đáng. Tiền bối, ta tạm thời chưa nghĩ ra muốn gì. Ngài đồng ý với ta một điều kiện trước đi. Đợi ta nghĩ ra được sẽ nói sau thế nào. Được thôi, ngươi dừng giết hồn thú của vùng đất thần luyện. Ta sẽ đồng ý một điều kiện hợp lý của ngươi. Nhưng ta phải nói rõ trước, là người quản lý của Côn Hư Cảnh sẽ có rất nhiều giới hạn. Chuyện không làm được ta sẽ không làm. Đương nhiên điều kiện ta nhắc đến, ngài có quyền chọn làm hoặc không làm. Không được thì đổi cái khác. Được, ta đồng ý. Một lời đã định, tiền bối nếu đã không thể giết hồn thú, vậy ta phải làm sao mới có thể lên đến tầng thứ 10 đây? Muốn lên tầng thứ 10, phải xem lực thần hồn của ngươi có đủ mạnh hay ngươi không. Ngươi muốn ở lại vùng đất thần luyện, hay là thử xem có thể lên đến tầng thứ 10 hay ta không? Ta muốn thử sức lên tầng thứ 10. Vậy cho ta thấy lực thần hồn của ngươi mạnh ra sao? Có tư cách lên tầng thứ 10 không? Không thể nào. Đúng là không thể tin nổi. Lâm Phong, lực thần hồn của ngươi rất mạnh, đã vượt qua tiêu chuẩn lên tầng thứ 10 rồi. Là người ở cảnh giới tiên nhân có lực thần hồn mạnh nhất, chỉ cần không có chuyện ngoài sẽ là tiền đồ vô lượng. Ngươi chắc chắn muốn lên tầng thứ 10 của Côn Hư Cảnh bây giờ sao? Ta chắc chắn. Được vậy, lên đi. Lâm Phong, chào mừng đến tầng thứ 10, đồng thời cũng là tầng cuối cùng của Côn Hư Cảnh.
tức là xóa bỏ chuyện chư thiên vạn giới các người làm trái cưỡng chế mở ra côn hư cảnh. Đa tạ tiền bối. Không cần đa tạ, ta chỉ là làm theo quy tắc thôi. Nếu ngươi đã lên đến tầng thứ 10 thì hãy tận hưởng đãi ngộ đi. Đến tầng thứ 10 côn hư cảnh là kết thúc thử thách rồi sao? Đương nhiên là không. Vậy bây giờ ta nên làm gì? Đầu tiên ngươi cần phải men theo cầu thang đá lên đến. Chuyện khác đợi ngươi lên đến nơi ta sẽ nói cho ngươi biết. Vậy ta thử xem. Cầu thang đá này thật đáng sợ. Nhìn thì bình thường, lại có uy năng như vậy. Lâm Phong đừng xem thường cầu thang đá này. Chúng đều là từ thời thượng cổ. Mỗi bậc thang đều có câu chuyện đằng sau. Muốn đạp lên chúng để lên đỉnh núi, dù ngươi dốc toàn lực cũng không được lơ là. Đương nhiên một khi lên được, ngươi sẽ có được lợi ích rất lớn. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Ta sẽ chú ý. Tiền bối ở đây có tổng cộng bao nhiêu bậc thang? 100.000 bậc.